Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các tập cần thủ đó mình cá từ Tổ quốc. Hôm nay tụt lên một clip gồm 16 con câu nha anh em. Thì 16 con câu này 16 con câu carbon hàng kỷ nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, lỗ không clip mình lên đó, thì sẵn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của China, một cây cần carbon pha. Đọt nên mọi người, đọt tháp nha, đọt tháp. Cây này khá là cứng luôn á. Cứng đờ luôn. Thì cái này dài 2m1, độ cứng cái này ra tầm khoảng chắc cỡ 80 đến 100 nha anh em. Khá là cứng. Dài 2m1. Phen thường, bát thường. Đó, phen hãng, bát hãng. Chất liệu là carbon pha. Đây. Ngoại hình đẹp nha anh em, ngoại hình đẹp. Thì cái này nặng là 264g, đột 3 ly 5. Giá công khai là 300 nha anh em, 300 cộng ship cái số 1. Tiếp thêm ra cho mình mọi người cái số 2. Thì cái số 2 còn túi còn hộp nha anh em. Còn hộp. Thì cái số 2 là một cây cần nội địa. Hình như là cây này của hàng này nè, Rockwell nè mọi người. Đây. Giá bán tại Nhật là 14.500 yên, kia là đó tầm khoảng 3 triệu tại Việt Nam nhé. Thì cái này cần dài 2m1, độ cứng 50, nặng là 250g. Đọt, nó không có để thông số đọt. Để em đo thông số đọt xem. Đọt cái này em đo là 3 ly 2 nha anh em. Đọt 3 ly 2, chất liệu là liệu carbon. Dài cứng 50, dài 2m1, còn túi. Thì còn hộp. Cái này nó còn rất là mới nha anh em. Đây, carbon sẵn nha. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Càng còn rất là mới luôn. Phen Fuji để ba khá bự. Tem đầy đủ. Ngoại hình đẹp. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship cây số 2. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 còn túi còn hộp nè. Cái số 3 em lên cho mọi người là một cây cần của Suyumi, một cây hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Thì cái này cứng 30, dài 3m, nặng là 270g, đọt là 21 như này. Đó. Chất liệu là liệu carbon hàng Suyumi. Thì loại này thì chuyên cho anh em câu chép rồi, câu chép, câu lăn xê, câu cảm giác thôi. Phen là phen Fuji, loại xám. Thấy mọi người, đó. Bát là bát Fuji tem vàng Suyumi chất liệu carbon. Phen khá đẹp nha anh em, phen còn khá đẹp. Rồi, giá công khai cây số 3 giá là 800 anh em, 800 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4 thì cây số 4 vẫn còn hợp luôn. Cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Suyumi, một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập. Thì cây này cứng 50, dài là 3m5 nha anh em, cứng 50, dài 3m5. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em, độ cứng là 50, thành phần carbon là 95%. Cái này còn đẹp nha mọi người, carbon sẵn. Bốn sẵn nha, bát tầm bát Fuji. Thì loại này cho anh em câu lăn xê, cha chép, câu chê, thoải mái. Dài 3m, cứng 50, 3m5. Các bốn sẵn đẹp. Thì bù của nó là bù xít nè, bù xít mà chè. Càng các bốn sẵn rất là đẹp nha. Tem Fuji, bát Fuji, Japan. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cộng tiếp. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một dòng cần của Daiwa. Một dòng Daiwa Cross. Daiwa Cross. Thì cây này một cây Daiwa Holylock. Carbon sẵn ít, hai da. Đọt. Đọt sẵn găng bút rồi mọi người. Phen là phen Fuji, loại xám.
tất cả phen đều ok hết trơn nha mọi người. Đó, cái này lau rồi ra nè, đó, cây này về em chưa vệ sinh luôn. Đó. Thì anh em được kiểm tra hàng trên thanh toán để xuất xác trong này, hàng made in Taiwan. Cây này cứng 50 dài 3 m nha anh em, cứng 50 dài 3 m chuẩn cho anh em câu tra rồi, câu tra chép bằng C. Đó, đến bạc bảy. Bát Pussy Tam Hoàng. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2 ly 3, cứng 50, dài 3 m. Giá công khai là 1 triệu nha mọi người, cái số 5, giá 1 triệu. Carbon sáng ít nha, hai da. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây Daiwa Cross. Thì cây này cây cần 3 khúc, 2 đọt. Đó, 3 khúc, 2 đọt Daiwa Cross. Anh em, một đọt cứng 50 80, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Đó. Sáng ít. Đọt đọt thấp, phen là phen Fuji đổi xám. Đó. Khá đẹp nha mọi người. Đó, càng sáng ít khá đẹp. Những phôi sáng ít thế này nè, đánh độ nảy nó rất là cao luôn. Đó, đánh anh em bao cảm giác. Thì cần ngoại hình có xuất sắc nha, cần ngoại hình có xuất sắc. Rồi. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly, độ cứng 50, đọt 2 ly 3, độ cứng 80. Giá công khai cây số 6, giá là 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư cây số 6, dài 2m7, 2 đọt, 3 khúc. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần Alpha Taco. Thì Alpha Taco là một cây cần carbon sẵn 2 da. Các con sẵn hai da. Dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 các con sẵn hai da. Hai đọt. Đọt tháp nha anh em, đọt tháp, phôi 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 sẵn ít. Sẵn hai da. Sẵn cổ power lock. Sẵn găng guốc nha, còn khá đẹp. Nó có xước xác cái góc một tí nè. Sẵn là mê luôn. Loại này về anh em đánh bạo lực đó, rất là ok. Dài 27 hai đọt. Thì hai đọt này nó đều cứng là 80 50 nha anh em. Đánh bạo lực là thoải mái. Batabat Pussy. Hàng Alpha Taco, hàng của Korea xuất Nhật. Thì cái này nặng là 40g, 400g, đọt 2 ly 4. Hai đọt đều 2 ly 4 nha anh em, cứng 80. Giá công khai cái số 7, giá là 1 triệu 2 nha mọi người. 1 triệu 2 cái số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần Shimano. Chiếc này về cũng được hai cây nữa nè. Thì cái này cây Shimano Power X. Đó. Dòng này dòng đọt tháp nha nè. Đó, Power X này đọt tháp. Phen là phen lỗi xám, Fuji lỗi xám. Sáng nhất. Rất là ok luôn. Thì cần có xước xác nha. Em nhắc lại anh em, cần có xước xác. Batabat Fuji Tam Quang. Thì nó chỉ xước dạng giống như là đắp xương bóng thôi. Phôi thì rất là ok nha mình em, phôi thì ok, keo chỉ này thì được đi keo chỉ lại nha. Đó. Đây cũng vậy. Sang ít. Thì cái này cứng 120 thì chuẩn cho anh em cầu bạo lực. Đó, đánh bạo lực cầu bạc bảy. Đọt nó đọt tháp thì nó đọt cứng nó chảy dài vô trong nha anh em. Đó. Rất là nhạy cá. Nặng là 324g, đọt 2 ly 3, cứng 120. Giá công khai cây số 8, giá là 1 triệu tư nha anh em. Cây số 8 giá 1 triệu 3 nha mọi người, 1 triệu 3 cây số 8. Cây số 9 cũng vậy. Đây, cây số 9 cũng vậy, vẫn là Shimano. Sẵn ít. Đó, sẵn hai da. Bát là bát Fuji Tam Hoàng, Japan. Thì hàng này hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa. Thì cần có xuất xác theo thời gian nha. Đó, xuất xác theo thời gian. Fan thì ok hết cho nha anh em. Fan đảm bảo anh em được ok hết. Fan Fuji. Fan Fuji đổi xám, đọc khắp. Cùng thông số với cây số 8 thôi nha mọi người. Cây số 9 cùng thông số với 8 về thực cập. Thì cái này nặng là 324g, đọt 2 ly 3, đọt cứng từ 100 đến 120. Giá cây số 9 giá 1 triệu 3 nha mọi người.
chỉ ba cây số chính. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano dạng sóng cũng sáng ít power lock, sáng ít power. Cái này có xuất sắc nè, nó chóc lớp sơn bóng nè mọi người, nó nhưng phôi nó ok cho anh em, phôi đảm bảo anh em chắc nha. Cái này dài 2m7, cái này bị hụt đọt đó, dài 2m7 bị hụt đọt. Phen Fuji lọ xám sáng ít. Cái này đắp trước cũng có đăng, đắp này đăng lại giảm giá đó. Cái này dài là 2m, dài em đo chỉ là dài thật của nó là 2m68 nha anh em. Đọt 2 ly, nặng là 245g, giá công khai cây số 10, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship cây số 10. Đó, có xuất sắc mặt xin. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người vẫn là một cây cần của Shimano. Đó, sáng ít. Thì cây này mới đẹp. Đó. Xuất sắc một tí nè. Đó. Bát vẫn là bát Fuji, fan vẫn là fan Fuji loại xám. Cây này nguyên zin nha anh em, dài 27. Đọc fan thì nguyên zin hết. Bu là bu bu xít. Ngoại hình tổng thể đẹp. Thì độ cứng hắc của cần này á, nó gờ tầm khoảng cứng gờ tầm khoảng 80 nha anh em. Cứng gờ tầm khoảng 80. Vì nó đọt thấp nên độ cứng nó chảy dài vô trong. Thì cái này nặng 240g, đọt 1.5, cứng 80. Giá công khai cái số 11, giá 1.3 nha. 1.3 cái số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Dòng Shimisti. Thì cái Shimano này một cây cần Shimano China xuất Nhật. Hàng em lấy từ thị trường Nhật về. Thì cái này dài 3m3, 3 khúc. Nặng là 240g, đọt 2.7 nha anh em. Đọt 2.4. Đọt 2.4. Gốc 17.5. Chất liệu là chất liệu carbon. Thì cái này cứng 80, dài 3m3. Qua carbon sẵn nè. Càng còn rất là mới luôn. Đây, cứng 80, dài 3m3, hàng China xuất Nhật, hàng của Shimano. Thì bát là bát Shimano. Còn rất là mới nha mọi người. Còn hợp luôn. Bù là bù chống sắn, bù xít nha. Bù chống sắn, bù xít, bù nguyên zin. Tổng thể ngoại hình đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá công khai cây số 12, giá là 1.3 nha anh em, 1.3 cây số 12, một cái Shimano. Thì cái này về anh em câu săn hàng, câu lăng xê, câu tra, câu chép thoải mái nha. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì dòng này dòng Daiwa Power Lock. Hàng này là hàng Gomit nha anh em. Dòng cần Gomit. Thì Gomit này thì nó là dòng nội địa. Carbon sáng ít. Sáng ít mà dạng quẩy cá đó, mọi người. Phen là phen Fuji loại xám nè, phen còn rất là đẹp nè. Bu Fuji bu Fuji xít màu chè. Đọt nó sẵn nè mọi người, sẵn tới đọt luôn. Gồm ít. Mã code bát đầy qua bát đầy cao. Thì cái này cứng 50, dài 3m9, thì thích hợp cho anh em câu lăng xê nha, lăng xê có bạc 7. Thì cái này nặng là 350g, đọt 21, cứng 50, dài 3m9, giá công khai cây số 13, giá là 1.000.000 nha mọi người, 1.000.000 cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì dòng cần Daiwa là dòng cần Daiwa phen nòng súng, phôi carbon.
thì cây này em mới về luôn, em chưa vệ sinh. Đây nó dính bụi cho anh em thấy nè, không đó, dính bụi nha. À, carbon sẵn. Phen là phen nòng súng nha mọi người, phen nòng súng. À, keo chỉ ok hết chân nha, phen ok hết. Thì cái này cứng 30 dài 3m6, à, cứng 30 dài 3m6, phen nòng súng carbon sẵn. Thì loại này về cho anh em câu lăng xê, câu cảm giác thôi nha. Đó, câu cha chép carbon sẵn. Thì cây này cây của China xuất nhật nha anh em, China xuất nhật. Đó, anh em có thấy nó sẵn đây, phen nòng súng nha, nguyên bộ phen xít, phen nòng súng. Thì anh em nào thích dựng cần thì về tháo ra, nó dựng phen lại, chuyển phen của cây này chuyển ra được chắc được 2 cây cần luôn anh em, phen nó cũng cực kỳ dày vậy nè, nó buộc chống sẵn luôn, carbon sẵn luôn. Thì cái này cũng 30 dài 3m6, nặng là 270g, đọc 1 ly 7, giá công khai cái 14, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cái 14. Tiếp theo cái 15. Cái 15 em lên cho mọi người một cái Daiwa Grip Pencil. Thì cái Daiwa này một cái Daiwa cán dẹp dài 2m7, carbon sẵn ít. Đó. Cổ mét đọt thấp. Phen phen Fuji, phen lỗi xám Bullshit. Đó. Mẹ phen Fuji lỗi xám. Thì cây này dài 2m7 đọt thấp nên độ cứng nó tầm đâu đó tầm khoảng 80 nha anh em, 80 đến 100. Đó. Đọt thấp, thấp sẵn ít. Đây. Đó. Nó cứng vô tới trong luôn nha anh em. Thì căng ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. À, keo chỉ ok, hàng nguyên zin. Cán dẹp. Đó. Rất là ok. Thì cái này nặng là 270g, đọt là 2 ly 2. Cứng ra tầm khoảng 80 đến 100, giá công khai là 1 triệu tư nha mọi người. Cái số 15 1 triệu tư. Tiếp theo lên cho mọi người là một cây cuối cùng, cây cuối cùng là cây đai qua. Thì cái này còn tuổi nha mọi người. Thì cái này một cây hàng hệ của Daiwa, dòng Daiwa Kenjaki, cây Watch. Thì cái này cứng 80 và 2m4. Có một số anh em đặt em cái này về dạng câu trên ghe trên thuyền á. Cứng cái này cũng rất là ok nha anh em, phôi sáng ít đỏ. Phen cầu nha anh em, phen cầu, phen biển. Thì cái này mới quê, chưa vệ sinh đây. Còn đóng xì lớp muối nè. Đó. Để anh em chịu khó lao vào giúp em nhé. Phen là phen cầu dạ quang nha mọi người. Đây. Dài 2m4. Đó. Dài 2m4. Cứng là 80. Rất là chuẩn luôn. Độ cứng rất là chuẩn. Về cho anh em săn hàng. Đánh trên ghe, trên thuyền, trên bè. Dòng này cũng còn rất là hiếm. À, cây này tổng thể ngoại hình mới nha anh em. Đó. Có phen nó bị oxy hóa tí. À, buồn chống sẵn, buồn nguyên xin. Thì cây này cứng là 80, dài là 2m4, nặng 400g, đọt 3 ly 5. Giá công khai cây số 16, giá 1 triệu 7 nha anh em, giá 1 triệu 7. Rồi, đó tổng cộng 16 cái cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lại là số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Thì em bán hàng thì em sẽ cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán hết luôn. Đó, nếu cần lỗi một phim clip em ra em nhận lại hết nha. Đó. Anh em kiểm tra thoải mái. Rồi, cảm ơn anh em.